Đã chưa vô trong kia rồi. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, Trường đang có mặt tại xã Đào Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sáng sớm nay Trường qua đây đi làm và đang ngồi uống cà phê ở bên kia đường á, thì thấy bà cụ cũng lớn lớn tuổi rồi, lom khom đẩy chiếc xe đạp đi lụm ve chai ở đằng trước này nè quý vị khán giả. Thì để Trường tới gặp bà cụ rồi hỏi thăm coi hoàn cảnh bà cụ như thế nào ha. Thì Trường mới thấy bà đi, ủa bà vô trong này rồi, bà vô trong này rồi, đâu có hỏi được. Vô trong công trường rồi. Ủa bà cụ đó, bà có đi ra đây không chị? Cái bà cụ đó kìa. Rồi bà cụ đi ra ngoài kia rồi. Cái bà cụ đi ra, đi vòng ra đằng trước rồi hả? Bà đi đằng trước ra được không? Hay là đi vô? Ở bà. Bà ở đây hả? Ai. Tắt đi. Kệ không sao đâu. Để đợi luôn. Ừ, để đợi. Rồi về Phương nó cao quá, đứng quay thấy anh mất rồi lắm không? Vậy em để vậy nè, em để thấp nhưng mà em chóc cái này lên xíu. Đó, cái này quay lên quay xuống được. Cái này hả? Ừ, cái này nè. Lên xuống rồi cái này nè. Cái đợt quay luôn ha. Quay luôn. Dạ, cái đợt dịch này á quý diễn giả thì ảnh hưởng rất là lớn tới cái cuộc sống của bà con mình, đặc biệt là bà con miền Tây quý diễn giả, tại vì trong cái đợt giãn cách này á là 19 trong cái đợt giãn cách này là 19 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Đông Nam Bộ bị gọi là lockdown á, ảnh hưởng rất là lớn, không có đi làm ăn gì được hết trơn á. Mà cái tầng lớp mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất đó là cái tầng lớp lao động tự do, như là bán vé số nè, rồi đi lụm ve chai nè, rồi nói chung là các cái nghề làm tay chân rồi đó, ảnh hưởng rất là nhiều đó. Dạ, con chào bà. Ủa, là bà ở trong này làm trong này luôn ha, sao vậy? Không, tôi lụm rồi cho bà vô được một mát á. À vậy hả? Ngồi bên lửa đâu. Dạ vậy đó. Bà hai. Dạ. Nhà bà hai là ở đâu? Con gắn cái này vô nghe cho rõ bà hai. Ở trong Lương. Ở Lương Bà Lạc. Lương Bà Lạc hả bà? Ừ. Dạ. Bà hai nay nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi. 75 tuổi. Ừ. Dạ. Là bà ở dưới, là bà ở với ai? Ở với em, vợ chồng em. Gia đình với em hả? À. Với em là người em đó không có chồng con hả? Em đó có. Là sao, là bà nó không có gia đình là sao? Bà không có gia đình ở với em. À, bà không có em. Dạ, là bà không có chồng con. À. Dạ, bà 75 tuổi. À. Dạ, rồi trước giờ là bà hai làm nghề gì bà hai? Đó như ở chung đó luôn, già bà già, xong già bà già mất rồi ở nhà đó. Dạ. Ở chung với ba mẹ. Xong rồi ba mẹ mất rồi giờ ở nhà đó với con em ở chung. Dạ. Rồi bà làm đi lụm ve chai được mấy năm rồi? 4-5 năm rồi. Dạ. Là thường là bà hai đi lụm ở đâu bà hai? Đi ở vòng vòng thế nè. Đi vòng vòng Mỹ Tho này hả? Dạ. Dạ, mấy đợt mà giãn cách vậy thì bà có đi được không? Không nghỉ hết gần 4 tháng. 4 tháng vậy, 4 tháng đó hả, bà có được trợ cấp hay là có tiền của các tổ chức cho không bà? Có, như ở nói chung đó, như có cơm mẹ em cho với nó ăn đó. Dạ. Nhưng trước còn có cho số tiền đó còn ăn. Dạ. Đó mà tuổi cũng ăn uống nhiều. Dạ. Thì vậy có tiền vậy thì sao bà không ở nhà nghỉ ngơi mà đi lụm chi cực vậy bà? Như còn làm được thì làm, chừng nào làm không được rồi. Dạ. Nhờ con cháu. Dạ, vậy đi lụm vậy là bà lụm ngày được khoảng nhiêu bà? Vô chừng ngày như 30 có, 40-50, khi công trình có cho được 50-60 có sắt rồi chứ mũ rẻ không bao nhiêu hết đó. À dạ. Gặp như công trình này là bà thường tới đây mới đi hôm rày chứ hôm trước mấy tháng đâu có cho, đâu có đi. Dạ. Đâu đi được. Dạ.
Lần này vô chừng bữa nhiều bữa ít. Dạ. Bữa nào có sắp đồ có giá cho ngủ rồi có mấy ngàn ký đâu có như bà không ký. Dạ. Vậy là một tháng của bà là cũng kiếm được khoảng dăm tâm hả bà hai? Ừ. Thì hôm trước đi về có người cũng cho tiền 20-30, 50-30 rồi khi có người cho mì tôm. Dạ. Mì tôm. Dạ. Có người cho cũng mấy ký gạo, 50 ký gạo vậy. Dạ. Rồi bà hai đi vậy là sáng bà đi mấy giờ thì lên tới đây? Sáng thì chắc cũng khoảng 8-9 giờ. Dạ, 8-9 giờ. Đi khi gặp dọc đường có lụm thì lâu không có. Rồi mấy giờ thì bà hai về? Như tới chiều dạ. Bữa nào ấy hết ấy sớm mà về như cũng như 4-5 giờ chiều. Đã hết mua ấy rồi đi bán mà về luôn. Dạ. Thì bữa nào nhiều quá. Vậy là giờ lụm rồi trên đường về là bà ghé bà bán luôn. À, ghé bán luôn. Dạ. Khi có đây cái đem bên kia bán mạnh giờ bên kia cũng khi nghỉ giờ họ cũng hạn chế họ nghỉ nhiều lắm mới ra một hai chỗ mà. Dạ. Ủa sao thấy chốc chốc vậy Thương? Thấy chốc chốc vậy có thấy người không? Đây nè, cho nó xuống xuống vậy nè. Đó. Đó chị đó. Dạ, 70 bà hai là 75 tuổi, không có chồng con. Hồi trước là bà ở với ở để phụng dưỡng ba mẹ của diễn giả. Thì sau khi ba mẹ mất á, thì bà ở chung với lại người em gái, gia đình của người em gái ở chung. Nhưng mà kiểu như bà cũng muốn có thêm đồng ra đồng vô vậy đó. Nên là bà đi, hàng ngày bà đi lụm ve chai ở khu vực thành phố Mỹ Tho. Thì nó giáp với chợ gạo của diễn giả. Thì một ngày vậy là bà lụm vậy kiếm được khoảng tầm vài 30 ngàn. Bữa nào mà mấy anh chị em ở công trường á, các công trường xây dựng á, diễn giả đây là có cái công trường xây dựng ở đây. Thì các anh chị ở đây cho vô lựa đồ lụm ở đây á, thì cũng kiếm được 50 ngàn bà ha. Dạ. Thì hồi nãy con ngồi cà phê bên kia con thấy bà lom khom đẩy chiếc xe đi thì con nghĩ để con coi qua con tìm hiểu cái hoàn cảnh của bà sao thì con coi có giúp đỡ gì được không á. Dạ, tại vì con cũng có một số cô chú ở bên nước ngoài á cũng có gửi cho một số tiền thì có dặn con là có đi gặp các cái cụ già mà đi bán vé số hay là lụm ve chai á thì thay mặt để gửi tới các cụ chút quà ha. Thì cái này là 500 ngàn của cô Pháp Danh Diệu Hoàng ở bên nước Mỹ á, tặng bà hai ha. Dạ. Ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cô cũng gửi lời lại cảm ơn cái cô đã gửi dùng cho. Dạ. Rồi bà hai chúc bà hai sức khỏe ha. Rồi lụm được nhiều ve chai ha. Đây cũng hạn chế làm ít chứ mấy hôm trước có lúc làm nhiều hay khi gặp người ta cho nhiều hay có thì nhiều. Dạ. Có khi cũng được lâu cũng được 50-70. Dạ. Bữa vậy bữa khác thì bán mình lụm vô chừng. Dạ. Cũng tùy bữa ha. Dạ, tùy bữa. Bữa nào mà hên thì được khá khá. Dạ. Dạ. Nhưng mà thấy bà hai lớn tuổi vậy rồi đẩy xe một cái xe đầy vậy thì sao đẩy nổi bà? Bữa chừng mười mấy ký và chục ký chứ đâu nhiều rồi đi ví dụ nhiều vậy có nhiều đi bán cái lát tạo lợi nữa chứ lụm cơm nữa. Rồi khi nào đầy xe thì bà đây, đi bán. Hôm trước đây cho gửi đây nè. Dạ. Ví dụ nào nhiều mình lựa có loại ra rồi nào nhiều đi bán chở thì đủ xe đi trước. Rồi dạ. Mình gửi lợi. Dạ. Rồi cho gửi đây mấy tháng rồi hổng con đi không được. Còn gửi mấy tháng 3-4 tháng mới lợi mới đi lợi mấy bữa nè. Dạ. Cho gửi. Dạ. Con hỏi bà hai nè, sao bà hai hồi trẻ bà không có lập gia đình bà? Hồi đó bị năm khó khăn quá, em út rồi đi công chuyện đi lính này kia, chỗ nào cũng lo, nó có vợ con rồi, ông già bà già đâu có ai nuôi. Thôi sao rồi cái Hòa Bình rồi cũng lớn tuổi rồi thôi, không ai vậy luôn. Dạ. Ba mẹ của bà hai là thọ nhiêu tuổi? 80 mấy tuổi rồi. Dạ, 80 mấy tuổi mất ha. Lúc đó là bà hai nhiêu tuổi rồi? 30 mấy gì đó. Ba mấy thì cũng lập gia đình được hả? Gia đình được nhưng mà ai thứ đó là nó cũng gian dở đâu còn mấy nữa. Rồi dạ. Thôi mình về nó sao lớn tuổi cũng khó khăn hơn ở vậy luôn. Dạ. Cho khỏe. Ở dở. Dạ. Cảm ơn cháu nha. Đây là bà hai vô chiếc xe đi. Dạ. Chị cho em vô coi cái chiếc xe của bà chút xíu được không? Xe đạp
đi. Cho em vô quay cái chiếc xe của bà xíu được không? Dạ, em vô cái em ra liền à. Đây bà Hai Tướng cũng 75 tuổi, lưng cũng còng rồi cái diễn giả dạ, mà hàng ngày phải đi mưu sinh ha. Giờ thì... đau cái lưng cái giò tảng nhờ nó đau nhưng mà còn đi được nó. Dạ. Nhờ người ta. Dạ. Thì... nhờ thôi quá cuộc sống. Dạ. Đây đây là công trường xây dựng của người ta nên là mình dạ. Bữa nay trực giả cái diễn giả mình cũng vô mình cũng sợ sợ. Dạ, ông chủ này không cho gửi từ đó giờ mấy hôm nay. Sao dạ. Có lụng ở đâu cũng gom gửi đây được. Dạ. Gỡ mưa. Dạ. Mà chưa xong rước cho gửi này. Không cho gửi chỗ này. Đi xe đạp. À đây người ta cho cho bà vô để lựa đồ ha. Cho gửi đồ trở mưa nha. À dạ, đây cái chiếc xe, chiếc xe mà bà lụm da chai nè quý vị cũng dạ. Nhiêu đây là bán được nhiêu tiền chứ bà ra hả? Cũng có nhiêu chứ ơi, cái này có 5.000 ký gì mà ký một bao đó, chừng bao đó có ký lô. À đây bà lụm bà để đây nè. Dạ. Bà lụm bà để đó. Đây thì tới hồi đầy xe thì bà sẽ chở đi bán. Rồi lựa thứ nào đó thứ nấy. Dạ. Giấy ra giấy. Dạ. Bao bọc rẻ giấy vô. Vậy là ở đây là bà gom được mấy ngày rồi bà Hai? Thì nhiều biết sao. Đi 2-3 bữa. 2-3 ngày rồi được nhiêu đây hả? Ừ. Dạ. Đi lấy rồi lựa thứ nào loại nào ra loại nấy vậy. Dạ chắc dạ. Bà cất tiền đi kẻo xíu bà để lộn với rác này mất rồi. Rồi đây là chiếc xe hành trang của bà Hai, hàng ngày đi mưu sinh nữa diễn giả. Thì bà sẽ đẩy chiếc xe này đi lụm da chai ở trên khắp các cái nẻo đường ở thành phố Mỹ Tho. Thì như bà chia sẻ là một ngày vậy bà chỉ kiếm được khoảng tầm 20-30 ngàn tới 50 ngàn là nhiều. Bữa nào các anh chị ở công trình mà thương á mà cho vô lụm sắt thì lựa đồ này kia thì cũng được khá khá. Mà cũng may là bà có cái chỗ này để bà gom đồ lại mấy ngày thì bà mới đi bán một lần thì nó cũng rất là đỡ. Có khi được ngày có đủ rồi. Dạ. Là vậy vậy thôi cũng có duyên gặp bà dễ ha, con chúc bà Hai sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Cháu. Dạ. Rồi con xin lại cái mic ha. Rồi con chào bà nha. Rồi thì bà Hai, đây là bà Hai 75 tuổi cái diễn giả thì hàng ngày bà sẽ đi lụm da chai ở khu vực Mỹ Tho. Thì trường đang đứng đây là chỗ đường Hùng Dương. Đường Hùng Dương thì bà nói là hầu như ngày nào bà cũng đi lụm da chai ở đây. Thì quý diễn giả nào mà có gặp bà đó, có những cái đồ thừa mà có thể bán da chai được, quý diễn giả thì nếu quý diễn giả nào bỏ thì có thể cho lại bà ha, để bà gom lại bà bán. Thì cũng được ít nhưng mà gom lại thì nó thành nhiều. Với bà có đồng ra đồng vô bà cũng vui với quý diễn giả. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, rồi em cảm ơn chị. Thì cũng là cái duyên hả quý vị khán giả. Đang ngồi, anh em đang ngồi cà phê ở bên kia đường thì thấy bà cụ trường cũng muốn qua để hỏi chuyện, bắt chuyện bà. Rồi thôi chắc trường xin kết thúc video này ở đây. Tạm biệt quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả có một ngày thật là vui vẻ.